Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Sông Mã có khoảng 9.100 hecta cây ăn quả, gồm trên 7.000 hecta nhãn, hơn 1.200 hecta xoài, hơn 800 hecta cây ăn quả khác. Với diện tích cây ăn quả rộng lớn là điều kiện thuận lợi để nông dân trên địa bàn huyện phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Trước đây, các hộ dân chỉ nuôi vài tổ ong lấy mật, chủ yếu để phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình. Qua tìm hiểu thị trường, nhận thấy mật ong là sản phẩm được khách hàng ưa chuộng với giá bán tương đối cao, ổn định. Năm 2017, nhiều hộ nuôi ong trên địa bàn đã liên kết thành lập Hợp tác xã nuôi ong mật Sông Mã. Sự ra đời và phát triển của Hợp tác xã đã mở ra hướng đi mới hiệu quả, giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập. Hiện nay, Hợp tác xã có 16 thành viên, hơn 4.200 đàn ong, chủ yếu là giống ong ngoại ý, cho sản lượng 120 tấn mật trên năm. Vào Hợp tác xã, thì anh em chúng tôi thấy là có nhiều lợi ích, nhà nước cung cấp đầy đủ về khoa học kỹ thuật, rồi trang bị cho cái an toàn thực phẩm, rồi cái việc coi như là chất lượng của sản phẩm khi đã được chuỗi nhà nước công nhận thì chúng tôi xuất bán để có hiệu quả hơn và có coi như là kinh tế sẽ cao hơn và người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn. Để tạo ra sản phẩm mật ong chất lượng mang đặc trưng của địa phương, các thành viên trong hợp tác xã đã chú trọng nuôi ong theo quy trình sản xuất Việt Gáp. Năm 2020, mật ong của hợp tác xã đạt tiêu chuẩn sản xuất Việt Gáp, có hàm lượng thủy phân dưới 20%. Tham gia chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP, năm 2020, sản phẩm mật ong của hợp tác xã được hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, xếp loại 4 sao. Hợp tác xã đã vận động, tuyên truyền, tập huấn cho các thành viên nuôi ong đạt quy trình Việt Gáp, không dùng kháng sinh, không dùng loại hóa chất, không có tạp chất, và để đảm bảo được những tiêu chuẩn của Việt Gáp và cho ăn nuôi dưỡng có sổ sách ghi chép và đạt tiêu chuẩn của Việt Gáp thì mật sẽ đảm bảo tiêu thụ và có đầu ra, giá thành sẽ được nâng lên. Thời gian qua, hợp tác xã được huyện tạo điều kiện tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản ở các hội chợ trong và ngoài huyện để nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm. Đầu năm 2021, hợp tác xã còn tham gia bán hàng trên sàn giao dịch thương mại Sen Đỏ, góp phần mở rộng thị trường sản phẩm. Đối với sản phẩm mật ong của hợp tác xã nuôi ong mật Sông Mã thì sau khi được khai thác theo đúng quy trình thì bộ phận bán hàng sẽ thu gom tất cả các sản phẩm của thành viên hợp tác xã về. Ngoài ra thì có liên kết với những hộ không phải là thành viên của hợp tác xã để hỗ trợ, giúp đỡ, thu mua và tìm đầu ra cho các sản phẩm. Bởi vì là để các sản phẩm, các hộ gia đình người ta tự tìm đầu ra thì rất là khó khăn và giá thành thì thường bị ép giá. Thế nên hợp tác xã cũng đã thu gom ngoài những sản phẩm của hợp tác xã thì còn những sản phẩm của các hộ gia đình khác. Trong đó có cả những cái hộ nghèo để trên cơ sở đó có thể là hỗ trợ cùng nhau vươn lên trong cái ngành ong. Để sản phẩm mật ong Sông Mã vươn ra thị trường thế giới, hợp tác xã rất mong nhận được sự quan tâm của cơ quan chức năng trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm ổn định, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.